Tôi đến đây với mùa 4 thì tôi rất mong muốn tìm kiếm được những cái startup mà có cái công nghệ hay là những cái giải pháp mà có thể kết hợp với cái nền tảng và cái hệ sinh thái mà chúng tôi đang làm. Đó là về những cái dịch vụ cho ngành kinh doanh bất động sản. Cụ thể hơn nữa là cái nền tảng senhome.vn của chúng tôi sau khi ra mắt được hơn 2 năm qua thì hiện nay đang được liên tục cải tiến và bổ sung thêm những tính năng đặc thù của ngành. Cho nên khi nhìn thấy cái ứng dụng call center của bạn startup này thì tôi thấy rằng là nó rất là phù hợp, vì thứ nhất ấy, là bạn ấy cũng đã là một người mà đã từng làm trong lĩnh vực bất động sản. Bạn ấy hiểu cái công việc của một cái nhân viên sale bất động sản là cần phải làm gì. Thứ hai nữa là bạn ấy đã đưa những ứng dụng rất là mới, ví dụ như là thu thập các cái giọng nói và phân tích giọng nói để mà đưa ra cái công nghệ AI vào để nó giống với lại cái người thực nhất để tăng cái trải nghiệm cho khách hàng. Đây là một công việc nghe thì tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà để mà xây dựng lên được một cái cơ sở dữ liệu đủ lớn với đủ mà nhận diện được đủ mọi loại giọng nói của người Việt Nam chứ chưa nói gì quốc tế, cũng là một công việc mà mất rất nhiều thời gian và cần một sự nỗ lực. Nên tôi đánh giá cao cái ý tưởng này của các bạn. Tuy nhiên trong thực tế thì chúng tôi vẫn còn thỏa thuận rằng là tôi cần phải làm cái due diligence, tức là thẩm định lại xem là khả năng nhận biết giọng nói và khả năng phản ứng với lại cái lời nói đó của khách hàng bằng công nghệ AI sẽ thực hiện được đến mức độ như thế nào trước khi là quyết định đầu tư trong thực tế. 2 tỷ cho 36% tôi ok, nhưng với một điều kiện: trả lại cổ phần. Sắc nên đưa cho tôi một cái offer để tôi có thể có được lại cái đợt cổ phần đó ở một cái KPI mang tính chất hợp lý cho đôi bên ạ. Được, cái đây chúng ta sẽ bàn ở trong cái phần deal đi. Như vậy tôi chấp nhận deal ạ. Ok. Rồi, chúc mừng. Rồi, chúc mừng ạ. Dạ, cảm ơn khách Sắc. Startup này một người hiểu việc. Bạn ấy biết các bạn ấy đang làm gì, mục tiêu rất rõ ràng, rất cụ thể. Tuy nhiên là có vẻ như là bạn ấy cũng nỗ lực một cách tương đối là cá nhân, và vì vậy cho nên là kết quả đạt được chưa cao. Chính là điều đó là tôi lại rất thích, vì là nếu như mà bạn ấy được về với lại cái hệ sinh thái của tôi thì bạn ấy giống như là đúng là hổ được chắp thêm cánh, là bạn ấy sẽ cất cánh một cách rất là nhanh chóng, vì trong cái hệ thống của chúng tôi hiện nay có đến mấy vạn các cái agent, tức là các cái bạn kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản đang làm việc trên hệ thống senhome.vn của chúng tôi, và vì vậy cho nên là bạn ấy thoải mái trải nghiệm, thoải mái để có những cái khách hàng tiềm năng, và đặc biệt hơn nữa là các bạn sẽ được hỗ trợ với một cái nền tảng công nghệ rất là hiện đại tích hợp vào với nhau để mà cho cái giải pháp của bạn ấy được cái đất dụng võ nó sẽ được rộng hơn và tốt hơn rất nhiều. Tôi hy vọng rằng là cái giải pháp call center mà có ứng dụng công nghệ AI này nó sẽ trở thành một cái dụng cụ, công cụ đắc lực cho cái hệ sinh thái senhome.vn của chúng tôi, và đặc biệt hơn nữa là nó sẽ là một cái phương tiện để tích hợp với rất nhiều những cái nền tảng như là Big Data, như là AI Marketing, hay là những cái landing page mà sử dụng công nghệ Insider bên mà lôi kéo được khách hàng vào trong cái hệ sinh thái này. Tất cả những cái việc đó nó sẽ giúp cho cái công việc của các bạn kinh doanh bất động sản trở nên hiệu quả hơn, và đặc biệt là cũng tránh được những cái câu chuyện mà khách hàng bị làm phiền hoặc là quấy nhiễu mà không cần thiết. Thì cái đó là một cái mà chúng tôi muốn hướng tới cho một cái nghề môi giới và kinh doanh bất động sản ở Việt Nam nó được tôn trọng, được tôn vinh, và các bạn có thể được sống khỏe với cái nghề này. Còn nếu mà bạn ấy làm một cái giải pháp này nó đơn lẻ, nó đi riêng thì sẽ rất là khó để có thể thành công được.